Vâng, hello, xin chào tất cả các bạn đã trở lại với channel của mình nha. Mình đây, thì hôm nay mình sẽ nấu món mì cay. Thì mà ở đây mình sẽ có chuẩn bị hai gói mì. Là một cái là mì siêu cay, còn một cái là mì cay nhưng mà là có phô mai. Đây, hai gói. Thì hôm nay thì mình sẽ trải nghiệm ăn thử hai gói này coi nó cay tới cỡ nào nha. Okay, mình bóc hai cái mì ra mình để vô tô nha. Ok, và bây giờ 7 phút chờ đợi nước sôi. Ok, nước đã sôi thì giờ mình đổ vô. Ok, thì mình sẽ đợi 5 phút cho cái mì nó mềm. Thì sau 5 phút mình sẽ làm nó thử cho các bạn coi. Bây giờ mình sẽ đổ gia vị vô nha. Đầu tiên là gói mì phô mai. Cái kế là mì siêu khai. Ok, thì bây giờ mình sẽ làm ở hồi cho các bạn coi nha. Okay, đây là tô mì cay phô mai và đây là tô mì cay. Ok, thì bây giờ các bạn cùng mình sẽ trải nghiệm hai gói mì này nha. Mới cắn con cá mà nó cay rồi. Oh man. Nó mặn mặn và ngọt ngọt của phô mai. Và không kèm theo đó là cái vị cay. Sợi mì á thì ngon, với dai lắm. À cay quá. Nó cay rồi. Cái mì này nó đã cay rồi. Mình không biết diễn qua tới mì này nó sẽ cay nha. Tới cái mì mà cái mì mà siêu cay thì mình không biết nó sẽ cay đến mức độ nào nữa. Nó không quá là nha. Chưa xong đâu. Tôi gắp nó luôn. Cô. Dùm ngon quá. Quá trời cay. Đây là gói mì siêu, đây là gói mì siêu cay, cay còn hơn cái mì mà mì phô mai nữa. Bây giờ thử nha. Trời ơi. Mới cắn vô có con cá rồi. Nó còn cay nữa nè. Nó cay còn cái kia nữa. Cảm nhận á thì nó cay và nó có vị ngọt ngọt
của cái shot. Còn mì thì vẫn thế, vẫn dai, vẫn dai và ngon. Cây nó phù mỏ luôn, mà hôi một cây để mà hôi đổ mà thôi ơi. Cà quá. Có một quán rưỡi à, uống sắp hết ly nước luôn rồi. Các bạn đã hiểu thì cái mì này nó cay cỡ nào rồi ha. Nhưng mà nên trải nghiệm thử, nếu các bạn nào chưa ăn thì nên trải nghiệm thử, cũng thú vị đấy. Thì bây giờ mình sẽ đặt ra cái thử thách á, là ăn hết cái gói mì này trong vòng xem thử coi 4 phút mình có thể ăn hết cái phần còn lại của cái này hay không. Thì bây giờ mình đặt thời gian nha. Không, actually cho 2 phút thôi cũng được. Và đây, 2 phút đang chạy. Trời ơi, cà quá. Xương có mỏ. Xương có mỏ luôn rồi. Rồi, mình nói xong nha. Đây là thời gian của mình không? Để mình coi thời gian rồi đó. 1 phút 50 giây. Ok nha. Cay muốn xé lưỡi luôn á. Mồ hôi một kia nó chảy nước mắt ra nè. Lấy giấy mình chùi cái nè. Lấy giấy đâu hết trơn rồi trời. Mình chùi cái nè. Ăn cái này như sốc luôn vậy. Y như ai mới đánh mình vậy đó.